Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn phá hoa tại hai địa điểm, gồm đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11. Địa điểm bắn pháo hoa tầm cao diễn ra tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, với 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 dàn pháo hoa tầm thấp, 40 dàn hỏa thuật. Sáng ngày 2 tháng 9, tại điểm bắn pháo hoa tầm cao khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Thủ Đức, lực lượng dân quân tự vệ địa phương dần hoàn tất việc lắp đặt các dàn pháo hoa tầm cao, tầm thấp, hỏa thuật sau khi đấu nối hệ thống điểm hỏa đã được phủ bạt ni lông để không bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa kéo dài. Công tác lắp nòng pháo, đấu nối dây dẫn được bắt đầu từ sáng sớm ngày 2 tháng 9. Dự kiến đến 16 giờ 30 phút, mọi công tác chuẩn bị sẽ hoàn tất. Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Vũ Văn Điền thông tin, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn cho các đơn vị phụ trách tại hai điểm bắn pháo hoa. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã hiệp đồng với đơn vị của Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng đặt pháo, cơ động vận chuyển và lưu trữ pháo một cách an toàn. Trợ lý quân khí, phòng hậu cần kỹ thuật Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tá Nguyễn Công Trà nói: Do thời tiết nắng mưa thất thường, các chiến sĩ đã sắp xếp chủ động thời gian để lắp đặt, bảo quản pháo, thu dọn từ trước, trong và sau thời điểm bắn pháo hoa đúng theo kế hoạch. Ngoài điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, còn tổ chức điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên Văn hóa Đầm Sen quận 11. Thời gian bắn pháo hoa tại hai điểm bắt đầu từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày mùng 2 tháng 9.